Việt Nam khẳng định Chủ tịch nước từ chức không ảnh hưởng đến các chính sách đối ngoại. Vĩnh Long bắt giam cáo buộc hai người lợi dụng tự do dân chủ, gây hại đến nhà nước. Việt Nam sa thải huấn luyện viên Pháp sau trận thua, làm gần hết cơ hội vào World Cup. Chuyên gia xây cầu không ngạc nhiên, nhịp cầu Baltimore sập khi bị tàu hàng đâm trực diện. Biểu tình làm rung chuyển cái nôi cách mạng Cuba khi mất điện và khan hiếm lương thực. Công ty Nhật Bản Kobayashi thu hồi thuốc thành phần bổ sung sau khi có trường hợp tử vong. Thái Lan tiến gần hơn tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Vườn thú Paris chào đón bò biển cái đến để sinh sản vào lúc biến đổi khí hậu đe dọa các loài. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói rằng việc vị chủ tịch nước thứ nhì từ chức trong vòng chưa đầy một năm qua ở đất nước do Đảng Cộng sản cai trị sẽ không ảnh hưởng đến các chính sách kinh tế và đối ngoại của Hà Nội do nước này có cơ chế lãnh đạo và hoạch định chính sách tập thể. Khi được hỏi trong chuyến thăm Hoa Kỳ về việc ông Võ Văn Thưởng từ chức vào tuần trước, ông Sơn khi phát biểu tại Viện Brookings ở thủ đô Washington hôm 26 tháng 3 nói rằng Việt Nam đang thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng được cộng đồng quốc tế và các doanh nghiệp hoan nghênh. The resignation of the president, I think in Vietnam has not. Tôi nghĩ việc chủ tịch nước từ chức ở Việt Nam không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của chúng tôi. Nếu quý vị nhìn vào tình hình ở Việt Nam, chúng tôi có sự lãnh đạo tập thể, chúng tôi có chính sách đối ngoại tập thể, chúng tôi có sự phát triển kinh tế do tập thể quyết định. Ông Sơn viện dẫn các sự kiện Đại hội Đảng Cộng sản được tổ chức 5 năm một lần, nơi các kế hoạch phát triển kinh tế được đề ra và thống nhất giữa các lãnh đạo đảng. Ngoại trưởng Việt Nam cho biết rằng nếu một hoặc hai nhân vật trong ban lãnh đạo từ chức, điều đó cũng không làm thay đổi tình hình. Ông Sơn, người đã hội đàm tại Washington hôm 25 tháng 3 với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan và Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ Samantha Power, nói rằng Việt Nam hy vọng Washington sẽ sớm công nhận đất nước này là nền kinh tế thị trường. Mỹ hiện coi Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường trong các vụ kiện về thiệt hại do nhập khẩu gây ra. Điều này có thể dẫn đến mức thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể. Và Đại sứ Việt Nam tại Washington cũng đã cảnh báo trong năm nay rằng việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng chặt chẽ với Mỹ. I think it would be very, very bad for the two countries. Công an tỉnh Vĩnh Long của Việt Nam cho báo chí biết hôm 27 tháng 3 rằng họ đã khởi tố và bắt tạm giam hai người đàn ông về hành vi đăng các bài viết sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm tới cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các báo Việt Nam trong đó có Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Vietnamnet dẫn thông tin của công an cho hay hai người bị bắt là Thạch Chanh Dara, 34 tuổi, ngụ ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và Kim Khiêm, 46 tuổi, sinh sống trong cùng địa phương. Hai ông này bị công an điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Kết quả điều tra ban đầu mà công an chia sẻ với báo chí trong nước cho thấy từ năm 2020 đến nay, hai ông Thạch Chanh Dara và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng và chia sẻ bài viết, video, cũng như phát trực tiếp nhiều thông tin bị nhà chức trách xem là sai sự thật. Công an khẳng định họ đã thu thập đầy đủ chứng cứ từ các trang Facebook cá nhân của hai ông. Theo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Vietnamnet, công an Vĩnh Long tiếp tục điều tra về vụ việc của hai ông và sẽ xử lý theo pháp luật. Một số tổ chức quốc tế theo dõi nhân quyền hoặc đấu tranh cho tự do dân chủ đã nhiều lần chỉ trích điều mà họ gọi là Việt Nam sử dụng các điều luật mơ hồ để dập tắt các tiếng nói phản biện trái chiều. Ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và các nhà lãnh đạo cao cấp vào những dịp khác nhau đều nói rằng Việt Nam đảm bảo nhân quyền và các quyền tự do cho người dân và chỉ bắt giữ trừng phạt những người vi phạm pháp luật. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Trozier đã bị sa thải sau thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở vòng 3 của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á hôm 26 tháng 3. Huấn luyện viên người Pháp, người tiếp quản ông Park Hang-seo hồi năm ngoái đã được thông báo về quyết định này sau trận thua trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội.
Đây là trận thua thứ hai trước Indonesia chỉ trong vòng 6 ngày và khiến Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 của bảng F của vòng loại. Chỉ có hai đội đứng đầu mỗi bảng trong số 9 bảng ở giai đoạn 2 của giải đấu loại khu vực châu Á lọt vào vòng tiếp theo. Việt Nam chưa bao giờ được quyền tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng với việc số đại diện của châu Á tại vòng chung kết World Cup 2026 được đảm bảo tăng lên 8 suất, quốc gia Đông Nam Á đã đặt hy vọng lớn vào ông Trezeguet, người từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, có thể đưa Việt Nam đến gần hơn tới cơ hội lần đầu tiên được tham dự giải đấu. Tuy nhiên, những trận thua liên tiếp có nghĩa là Việt Nam kém các đối thủ Đông Nam Á 4 điểm và phải thắng Philippines và Iraq vào tháng 6 này, cũng như hy vọng Indonesia không thể giành được 3 điểm từ hai trận đấu còn lại. Iraq đang đứng đầu bảng F và hôm 26 tháng 3 đã giành được một trong hai suất vào vòng loại tiếp theo. Chiến thắng 5-0 trước Philippines đã đưa đội bóng của ông Jesus Casas giành được 12 điểm sau 4 trận. Indonesia đứng thứ 2 với 7 điểm và Việt Nam đứng thứ 3 với 3 điểm, chỉ trên Philippines hiện chỉ ghi được 1 điểm. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Miền Tây những ngày này hạn mặn diễn ra gay gắt, hệ thống kênh rạch đều bị nhiễm mặn và nguồn nước dự trữ của bà con nơi đây cũng có giới hạn. Trước tình cảnh khó khăn, các huyện phía đông của tỉnh Tiền Giang đã mở vòi nước công cộng miễn phí cho người dân sử dụng. Có nhà nước, công ty cấp nước, mình không có đóng tiền. Ví dụ giờ ai tới trước thì ứng trước, ví dụ người nào nhiều thì chia ra. Ví dụ ngưng lại vài bình thì người khác vài bình, chứ giờ nhiều quá phải chia ra. Khuya cũng phải dậy bắt hay là bằng ngày ở nhà vậy, canh rồi ai tới hứng giùm. Không có đi mần hứng giùm, nhưng lúc nào rảnh không có ai hứng giùm. Để có được những thùng nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình, người dân nơi đây phải tranh thủ những giây phút rảnh rỗi để xếp hàng chờ lấy nước. Thì cứ nguyên ngày từ sáng tới chiều là vậy không á. Chứ mấy người ta đi làm lát về người ta đi hứng nữa. Còn mấy người bữa nay không có làm thì ta ở lại ta hứng. Trước tình cảnh thiếu nước ngọt như hiện tại cũng như không nhiều thời gian trống để chờ tại vòi nước công cộng, nên với mỗi thùng nước hứng được, người dân sớm rạch bùn, không dám xài phung phí. Nếu bỏ tiền ra mua nước ngọt trong thời gian này thì cái chi phí cũng không phải là rẻ. 150.000 khối, 150.000 khối lại chở vô tới trọng. Rồi còn nếu mà đi lấy thì lấy yếu gì, tại vì mấy người ta chở vô xe cộ đồ đó. Người dân sớm rạch bùn mong rằng sắp tới sẽ có nhiều vòi nước công cộng miễn phí hơn để không còn phải chờ hàng giờ lấy nước như hiện tại. Bây giờ mà người dân mong muốn là được gắn nước công tên ở trong đó mà xài. Chứ nước kênh bây giờ cũng cạn hết rồi, không có. Nước không tên bây giờ phải dây ra đây lấy này. Cũng theo chia sẻ từ các hộ dân nơi đây, việc mang canh nước nặng về nhà cũng có ít nhiều khó khăn, nhưng để có nước sử dụng cho sinh hoạt thì dẫu cơ cực đến mấy, bà con nơi đây cũng chấp nhận. Cầu Francis Scott Key của Baltimore bị sập vào sáng sớm 26 tháng 3 sau khi một tàu container đâm vào một cột trụ đỡ, phá hủy nhịp thép và khiến xe cộ cùng 8 người rơi xuống vùng nước lạnh giá bên dưới. Phó giáo sư kỹ thuật kết cấu Rachel Sangri thuộc Đại học Johns Hopkins ở Maryland cho biết, thiết kế dàn của cây cầu, tuy thông thường, có thể đã góp phần khiến nó sụp đổ hoàn toàn khi bị tàu đâm vào. Cả ba nhịp của dàn đó đều được kết nối với nhau.
Việc đó mang lại rất nhiều hiệu quả vì có rất nhiều sự chia sẻ tải trọng có thể xảy ra giữa các dàn cầu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là khi trụ này bị va chạm, nó không chỉ ảnh hưởng đến hai nhịp được đỡ trực tiếp bởi trụ đó, nhưng nó tác động đến nhịp cầu có vẻ khá xa bến tàu. Cầu Francis Scott Key được khánh thành vào năm 1977 và bắc qua sông Patapsco gần cảng Baltimore sầm uất, nơi hoạt động đã bị tạm dừng. Bà Sangri cho biết vụ việc hôm 26 tháng 3 gợi nhớ đến vụ sập một cây cầu tương tự sau vụ va chạm tàu ở Tampa, Florida năm 1980. Bà nói rằng sự kiện đó đã thúc đẩy những thay đổi trong thiết kế cầu để tập trung vào việc bảo vệ các trụ cầu hỗ trợ ở những vị trí có lượng tàu qua lại đông đúc. Khi xảy ra một thảm kịch như thế này, bạn biết đấy, chúng tôi rút ra bài học từ những sai lầm này. Hiện chưa rõ liệu cầu Key có được trang bị thêm để đáp ứng các hướng dẫn mới hay không. Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý cảng Maryland, cảng Baltimore là cảng bận rộn nhất ở Hoa Kỳ đối với các chuyến hàng ô tô, xử lý ít nhất 750.000 xe vào năm 2023. Các chuyên gia cho biết có thể phải mất một thời gian nữa cảng mới có thể mở cửa trở lại sau khi cây cầu bị đắm và tàu chở hàng bị tê liệt được đưa ra khỏi đường thủy, và có thể phải mất vài năm nữa mới có thể xây dựng được một cây cầu mới. Khi mất điện, căng thẳng ở Cuba, ngay cả ở những khu vực có cảm tình với cuộc cách mạng cộng sản năm 1959 của Fidel Castro, bắt đầu tăng cao. Reuters đã phỏng vấn hơn 20 cư dân và quan chức địa phương ở các khu phố Vicita del Gallo, Jose Marti, Micro Nine và Abel Santa Maria ở Santiago de Cuba. Họ chia sẻ nỗi thất vọng về tình trạng thiếu lương thực và mất điện có khi lên tới 10 giờ mỗi ngày. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập vào ngày 17 tháng 3 tại công viên Carretera del Moro của Santiago, hô vang, điện và thực phẩm, theo lời kể trực tiếp từ người dân địa phương. Các video trên mạng xã hội cho thấy một nhóm nhỏ hơn hét lên tự do khi lãnh đạo Đảng Cộng sản địa phương Beatrice Johnson chuẩn bị nói chuyện với đám đông từ trên sân thượng. Cả chính phủ và các nhà quan sát đều mô tả các cuộc biểu tình phần lớn là ôn hòa. Chính phủ Cuba từng dè dặt thừa nhận các cuộc biểu tình, giờ đây kêu gọi đối thoại và nhanh chóng giải quyết những bất bình ở những khu vực đã bùng phát. Tại Santiago de Cuba, các quan chức và người dân địa phương cho biết chính phủ đã bắt đầu phân phối khẩu phần trợ cấp, bao gồm thịt gà, gạo, đường và sữa. Theo người dân và quan sát của Reuters, việc cung cấp điện cũng trở nên thường xuyên hơn nhiều trong tuần sau các cuộc biểu tình. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã đến thăm Santiago hôm 21 tháng 3. Chủ tịch đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các phương tiện truyền thông tư bản đã kích động các cuộc biểu tình, đồng thời nói rằng chính phủ của ông sẵn sàng đối thoại với những công dân đang bất bình. Reuters vốn không chứng kiến một cuộc biểu tình nào ở Santiago trong những ngày sau cuộc biểu tình ngày 17 tháng 3, đã yêu cầu một cuộc phỏng vấn với các quan chức Đảng Cộng sản để thảo luận với các cuộc biểu tình trước đó, nhưng không nhận được phản hồi. Santiago, một tin đồn vùng Caribe cách thủ đô Havana khoảng 870 km về phía nam và phía đông bởi những con đường gồ ghề, tự gọi mình là cái nôi của cách mạng Cuba. Doanh trại quân đội Moncada trước đây ở trung tâm thành phố là nơi diễn ra trận chiến đầu tiên của cuộc cách mạng năm 1953. Bản thân Castro, người cai trị hòn đảo trong gần 5 thập niên, từng sống trong một ngôi nhà gỗ nhìn ra vịnh. Ông được chôn cất ở đây. Bia mộ của ông được ghi đơn giản là Fidel. Lệnh cấm vận thương mại kéo dài của Mỹ và các chế tài liên quan, cũng như nền kinh tế nhà nước kém hiệu quả, đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men, trong khi các nhà máy điện lỗi thời của Cuba không thể đáp ứng nhu cầu. Hiến pháp năm 2019 của Cuba trao cho công dân quyền biểu tình, nhưng một đạo luật xác định cụ thể hơn quyền đó đang bị đình trệ trong cơ quan lập pháp, khiến những người xuống đường rơi vào tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý. Những người khác cố gắng làm việc với hệ thống. Bà Maria Antonia Figuera, lãnh đạo khu phố đại diện cho 1.500 người ở Abel Santa Maria, cho biết bà thường xuyên phải nghe những lời phàn nàn giận dữ cả ngày lẫn đêm. Bà Figuera nói, bà tổ chức các sự kiện thể thao cho trẻ em trong thời gian mất điện và liên tục làm việc với các quan chức địa phương để đảm bảo nước và thực phẩm. Các tổ chức nhân quyền, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ cho rằng phản ứng mạnh tay của Cuba
đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ vào ngày 11 tháng 7 năm 2021, lớn nhất trong nhiều thập kỷ, cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ kỹ trước khi tham gia các cuộc biểu tình. Một công ty Nhật Bản đã được lệnh thu hồi loại thuốc thành phần bổ sung sau khi người dùng tử vong. Công ty dược Kobayashi cho biết họ đang thu hồi một số sản phẩm để tránh bị tổn hại thêm. Tất cả đều chứa men gạo đỏ hay Benikoji. Thuốc chứa một loại nấm mốc được cho là giúp giảm cholesterol nhưng cũng được sử dụng làm chất tạo màu. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết chính phủ đang theo dõi chặt chẽ số lượng những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã được biết về một sự kiện gây tử vong khác liên quan đến các sản phẩm có chứa Benikoji do công ty dược Kobayashi sản xuất, nâng tổng số ca tử vong lên 2 người, cũng như 106 trường hợp nhập viện liên quan. Truyền thông địa phương cho biết, việc bán hàng trực tuyến các sản phẩm Kobayashi bị ảnh hưởng cũng đã tạm dừng ở Trung Quốc và Đài Loan. Công ty có trụ sở tại Osaka cho biết họ đang điều tra xem liệu các sản phẩm này có gây tổn thương thận hay không. Công ty kêu gọi 52 công ty khác thu hồi các sản phẩm bao gồm đậu phụ có chứa Benikoji mà họ cung cấp. Cổ phiếu của công ty đã giảm 20% kể từ ngày 22 tháng 3 khi công ty thực hiện đợt thu hồi tự nguyện lần đầu tiên. Người dân ở Bangkok ngày 27 tháng 3 nói họ hài lòng khi Thái Lan tiến gần hơn đến việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Quốc hội Thái Lan đã thông qua với tỷ lệ áp đảo về dự luật bình đẳng hôn nhân, một bước đi mang tính bước ngoặt, đưa một trong những quốc gia cấp tiến nhất châu Á tiến gần hơn đến việc trở thành lãnh thổ thứ ba hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Cư dân Thái Lan Poramet Tanomsak cho biết ông quan tâm muốn thấy các bước tiếp theo mà chính phủ sẽ thực hiện, đặc biệt là khi hỗ trợ cộng đồng đồng tính luyến ái LGBTQ. Dự luật đã được xây dựng hơn một thập kỷ, vẫn cần có sự chấp thuận của Thượng viện và sự chứng thực của nhà vua trước khi trở thành luật và sẽ có hiệu lực 120 ngày sau đó. Vườn thú Paris chào đón một con manatee, hay còn gọi là bò biển cái, mới vào ngày 26 tháng 3 trong một nỗ lực bảo tồn nhằm tăng số lượng của chúng. Vườn thú đã đặt tên cho nó là Unai và hy vọng con bò biển cái 2 tuổi này sẽ giao phối với một trong ba con đực là Tinus, 35 tuổi, Husa, 21 tuổi và Kai, 15 tuổi và sinh ra bò biển con đầu lòng. Theo Ocean Today, bò biển, một loài động vật có vú sống dưới nước phát triển mạnh trên thảm thực vật biển, được liệt vào danh sách dễ bị tuyệt chủng do mất môi trường sống và va chạm với tàu thuyền. Ocean Today đưa tin, sự phát triển đô thị trên các thủy lộ cũng làm gián đoạn khu vực cư trú tự nhiên của bò biển. Nước thải, phân và phân bón chảy tràn có thể gây ra tảo độc mà bò biển ăn phải. Giám đốc khoa học của Công viên Động vật học Paris nói, bò biển cũng rất nhạy cảm với những thay đổi về nhiệt độ đại dương. Dưới 20 độ, bò biển mắc bệnh viêm phổi và trên 30 độ nó cũng không hoạt động tốt. Vì vậy, nó có thể thích nghi kém hơn rất nhiều so với một số loài động vật có vú ở biển khác. Unai được vận chuyển từ vườn thú Beauval ở miền trung nước Pháp vào ngày 26 tháng 3, sẽ được nhốt trong chuồng riêng trong vài ngày tới để nó thích nghi với khí hậu trước khi có thể hòa nhập với bò biển đực. Quá trình mang thai mất hơn một năm và Unai sẽ đến tuổi sinh sản trong vòng 12 tháng tới. Thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ hai, những người trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ với ngôn ngữ thông dụng hàng ngày là tiếng Anh, tổ chức lễ hội phố sách mang tên Little Saigon Book Street hôm 23 tháng 3 tại thành phố El Monte, Nam California. Đây là lần đầu tiên các tác giả, nhà xuất bản, các tài năng nghệ thuật trẻ người Mỹ gốc Việt và gốc Đông Nam Á từ khắp nơi ở Mỹ, nhất là ở Nam California, có cơ hội hội tụ để trao đổi, học hỏi lẫn nhau về các tác phẩm văn học, nghệ thuật do chính họ sáng tác và xuất bản trong làng văn chương dòng chính của Mỹ. Chúng tôi muốn tạo ra một sự kiện để tán dương những tiếng nói của người Đông Nam Á đương thời và quyết định tổ chức
không phải là một bữa tiệc mà là một lễ hội nho nhỏ có tính cộng đồng, và chúng tôi muốn chiếu sáng những tiếng nói này với một ít thức ăn, mang cộng đồng lại gần với nhau để học hỏi thêm về những câu chuyện, những tác giả gốc Việt và gốc Đông Nam Á. It's been a really fun day. Hôm nay thật là một ngày vui. Tôi thật hào hứng khi được nói chuyện về các câu chuyện viễn tưởng, về viết lách và về sự quan trọng của người Mỹ gốc Việt như một đại diện của người Đông Nam Á. Ai cũng đang sáng tác các tác phẩm rất hấp dẫn. Bạn biết không, tôi ước là tôi đã có tất cả những sách này khi tôi còn nhỏ. Và tôi rất mừng là con của tôi sẽ được đọc chúng. Và những người khác trên thế giới cũng sẽ được chia sẻ những câu chuyện này. Sự phong phú và đa dạng của những dòng văn thơ qua hướng nhìn và các diễn tả của các tác giả trẻ gốc Việt và gốc Đông Nam Á được đào tạo trong môi trường tiếng Anh, dòng chính của nền giáo dục Mỹ, cũng khiến cho ban tổ chức có nhiều cân nhắc khi chọn các tác phẩm để giới thiệu. Lúc đầu chúng tôi chọn nhiều câu chuyện Việt Nam, nhưng chúng tôi muốn nới rộng ra Đông Nam Á vì không phải người Việt nào cũng có gốc Việt. Một vài người có thể tự nhận là người Việt gốc Hoa. Đặc biệt là khi quyết định mời những chuyên gia gốc Việt trẻ làm trong ngành xuất bản sách của thị trường Mỹ để chia sẻ kinh nghiệm của họ. Xuất bản có thể rất khép kín, nó có thể cho cảm giác rất thượng lưu và nó cũng có thể là một rào cản, như là về tài chính, vì đó là điều tôi đặc biệt cảm nhận được. Cho nên bất cứ khi nào mà bạn có thể hội tụ với những người có sở thích trong ngành, như là với khán giả, với những người muốn đi vào ngành này, như là những người sáng tạo, hoặc như là một chuyên viên, thì điều này thật sự rất mãn nguyện đối với tôi. Và cũng rất nhiều khán giả chia sẻ các cảm giác mãn nguyện được đại diện và niềm hãnh diện được để ý và trân trọng. Tôi rất yêu thích sách và tôi đã đến nhiều lễ hội sách trước đây, nhưng chưa bao giờ đến một lễ hội sách đặc biệt dành cho các tác giả gốc Việt, gốc châu Á và gốc thổ dân và châu Phi. Cho nên thật là hay. Thật là hào hứng khi được đến đây, nghe được nhiều tác giả gốc Việt diễn thuyết và thấy được những câu chuyện có vai chính là người gốc Việt. Khoảng 150 khán thính giả, tác giả, nghệ sĩ, chuyên gia trong ngành xuất bản, các tổ chức cộng đồng đến tham dự lễ hội phố sách Lido Sài Gòn này. Phần lớn là các em người Mỹ gốc Việt và gốc Đông Nam Á, từ 18 đến 30 tuổi. Đây là một căn nhà mà chủ nhân muốn bán sạch gia sản ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Ngay từ đầu giờ sáng, rất nhiều người quan tâm đã tìm tới đây, xếp hàng để chờ đợi được vào lựa chọn và mua những món đồ trong nhà mà mình yêu thích. Phần lớn những căn nhà giao bán sạch gia sản như thế này đều là những gia đình khá giả. Vì thế mà trong dịp cuối tuần tìm tới đây để mua được những món đồ tốt mà có khi không thể tìm thấy tại các cửa tiệm thông thường, với giá rất phải chăng, thực sự là một cơ hội tốt dành cho không ít người. Giá cả rất là phải chăng, tại vì cái đồ XXL đó đa số là nó đi từ những cái gia đình họ không dùng nữa, hoặc là người chủ họ không còn nữa, người ta bỏ ra người bán. Thì đối với những cái người mà mới di dân sang, hoặc là những người thu nhập thấp, thì tìm mua hàng do sale hoặc là XXL thì sẽ là những cái thời cơ để mình có được những sở hữu được những cái vật dụng với giá rất rẻ. Vào thời điểm này, khi tiết trời đã ấm áp trở lại thì cũng là thời điểm mà các chương trình Estate Sale, hay tạm dịch là bán sạch gia sản, thường xuyên được các công ty hoạt động trong lĩnh vực này tổ chức vào mỗi cuối tuần ở rất nhiều khu dân cư khác nhau thuộc khu vực thủ đô nước Mỹ. Đi săn đồ tại các gia đình muốn bán sạch gia sản thực tế không chỉ dành cho những gia đình thu nhập thấp mà còn là thú vui của không ít người Mỹ mỗi dịp cuối tuần rảnh rỗi. Hai vợ chồng cuối tuần nhiều khi đi mấy cái xe xe. Có một lần chúng tôi vô một cái nhà cũng là khá sang trang, thì chúng tôi kiếm được một số đồ mà ông hồi xưa của những ông nội ngoại của họ, họ collection từ bên tàu, là những cái bình trà của tàu, rồi những cái chén dĩa của tàu họ đi chơi về mà họ giữ nơi bao nhiêu năm nay rồi. Chiếc xe này là do chồng tôi may mắn mua được ở một chương trình estate sale. Nó đã gần 100 tuổi rồi. Năm sản xuất là năm 1928.
Estate sale là một hoạt động phổ biến tại Mỹ khi gia chủ ngoài việc bán đi căn nhà của mình thì cũng muốn bán toàn bộ đồ đạc bên trong ngôi nhà khi họ không còn cần đến nữa. Thường thì các công ty hoạt động trong lĩnh vực này sẽ mua lại toàn bộ và phân loại định giá từng món đồ để bán cho những người có nhu cầu. Khi mùa đông qua đi và các gia đình lại có nhu cầu tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau thì cũng là thời điểm mà thú vui này được quan tâm nhiều nhất. Và việc dành một vài giờ đồng hồ để đi săn đồ estate sale với hy vọng tìm mua được một món đồ quý và ưng ý với giá cả phải chăng trong một ngày cuối tuần rảnh rỗi thực sự là một sinh hoạt thú vị trong đời sống thường nhật ở Mỹ. Tại thành phố Dearborn, Michigan, gần như bất cứ nơi đâu cũng có sự hiện diện của người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo. Và giờ đây, tức giận trước cách Tổng thống Joe Biden xử lý tình hình ở Gaza, cộng đồng này quyết tâm thể hiện tiếng nói của mình thông qua hòm phiếu. Sự tức giận mà tôi có dành cho ông ta là không gì đo đếm được. Đến Trump tôi còn không căm phẫn đến vậy. Đó là một sự phản bội. Tưởng như đảng Dân Chủ đại diện cho nền tảng đạo đức cao đẹp vì nhân quyền và bảo vệ người thiểu số, nhưng không. Lukman giúp dẫn dắt phong trào bỏ phiếu không cam kết trong kỳ bầu cử sơ bộ hồi tháng trước tại Michigan nhằm đánh tiếng tới Tổng thống Biden rằng ông có nguy cơ mất đi những lá phiếu của người Mỹ gốc Ả Rập tại một trong những bang chiến trường trọng yếu. Hầu hết người Mỹ gốc Ả Rập đều đăng ký là đảng viên đảng Dân Chủ. Cứ hai người thuộc phe Dân Chủ thì có một người theo Cộng Hòa. Tình hình chính trị Trung Đông chắc chắn đóng một vai trò nào đó đối với đa số cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo, cũng như cách họ đưa ra quyết định cuối cùng khi bỏ phiếu. Donald Trump đã thắng Michigan vào năm 2016 với dưới 11.000 phiếu bầu. 4 năm trước, Biden đã giành chiến thắng ở bang này với khoảng 120.000 phiếu bầu. Ước tính có khoảng 200.000 đến 300.000 người Mỹ gốc Ả Rập ở bang này, mặc dù không phải tất cả đều đủ điều kiện bỏ phiếu. Tôi nghĩ rằng một nguyên nhân khiến sự chú ý đổ dồn vào cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập tại Michigan là bởi họ gần như nắm trong tay lượng phiếu vừa đủ để xoay chuyển kết quả của bầu cử. Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 30.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Nhiều người Mỹ gốc Ả Rập không hài lòng khi chính quyền Biden cung cấp cho Israel vũ khí được sử dụng ở Gaza. Tôi không chỉ quan tâm đến người Mỹ gốc Ả Rập nếu tôi là cố vấn của Biden, mà còn là những người trẻ tuổi, bởi vì gần như quá sức tưởng tượng, những người trẻ tuổi cảm thấy ghê tởm những gì họ nhìn thấy. Sau cuộc bầu cử sơ bộ ở Michigan, người phát ngôn của chiến dịch Biden cho biết Tổng thống lắng nghe cử tri tham gia vào các chiến dịch không cam kết và rằng ông ấy chia sẻ mục tiêu của họ vì một nền hòa bình công bằng lâu dài. Nhưng một số cử tri Mỹ gốc Ả Rập quyết định một đi không trở lại. Ngay cả khi ông ấy quyết định thay đổi thái độ hoàn toàn, ông ấy cũng đã gây ra quá nhiều thiệt hại. Quá đủ rồi, chúng tôi không muốn tiền thuế của mình được mang đi mua bom đạn để người Israel giết người Palestine. Chúng tôi muốn số tiền đó được đầu tư vào giáo dục. Khả năng thiệt hại chính trị có thể vượt ra ngoài cuộc đua tổng thống. Lukman cho biết, trong cuộc đua vào Thượng viện, những người Mỹ gốc Ả Rập cấp tiến có thể nghiêng về Justin Amash, một đảng viên Cộng hòa gốc Palestine. Ông đang cạnh tranh với Elisa Slotkin, đảng viên Dân Chủ thân Israel. Và hãy xem một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bước ra từ Michigan. Đảng Dân Chủ có rất nhiều thứ để mất, nhiều hơn là chỉ có chức tổng thống. Nhất là khi, nếu kết quả các cuộc bỏ phiếu nằm trong tay cử tri gốc Ả Rập tại Michigan. Cô gái trượt ván kỳ diệu Sky Brown, người đã từng gây chú ý khắp thế giới khi trở thành vận động viên giành huy chương Olympic năm 13 tuổi ở Tokyo, đã lại gây chú ý vào ngày 26 tháng 3 tại trung tâm London. Brown đã trình diễn tại kết cấu nửa đường ống được giữ vững hai đầu bởi hai chiếc xe buýt cổ điển của London gần chiếc tháp mang tính biểu tượng của thành phố Tower Bridge. Brown từng giành huy chương đồng trong cuộc tranh tài tại Thế vận hội Tokyo, nơi cô trở thành vận động viên Olympic mùa hè trẻ nhất nước Anh. Vào tháng 2 năm ngoái, Brown 14 tuổi đã giành huy chương vàng tại giải vô địch thế giới trượt ván công viên ở thành phố Sharjah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Đây là sự kiện vòng loại đầu tiên cho Thế vận hội Olympic Paris 2024 và điểm số rất cao 90,83 đã mang lại cho Proud huy chương vàng.